Zone 2 Cup 2023 đã chính thức khởi tranh vào ngày 22 tháng 9 tại sân golf Finca Cortezin ở Andalusia. Trong kỳ này, tuyển Mỹ và châu Âu sẽ đối đầu, nhưng thực tế, đây là cuộc so tài giữa các đại diện từ LPGA Tour và Lady European Tour, với mỗi đội gồm 12 thành viên theo chu kỳ 2 năm. Cuộc tranh tài Zone 2 Cup sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha từ ngày 22 đến 24 tháng 9. Giải Zone 2 Cup ra đời vào mùa thu năm 1990, nhờ ý tưởng của cặp vợ chồng doanh nhân Carsten và Louisa Zone 2. Carsten, người Na Uy di cư sang Mỹ, là người sáng lập thành công hãng gậy golfing, trong khi Louisa sinh ra ở Washington, D.C. Cặp đôi này, chỉ chưa đầy một năm sau khi gặp nhau, đã quyết định thành đôi vợ chồng và từng bước xây dựng hãng ping thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp golf. Vào năm 1967, gậy gạt Anzer của ping nổi tiếng trên PGA Tour sau khi golfer Julius Boros sử dụng nó để giành ngôi vô địch tại giải Phoenix Open. Đây là bước khởi đầu cho sự thịnh vượng của hãng ping. Họ cũng tài trợ cho nhiều giải đấu và sân golf, bao gồm cả tạo điều kiện cho tuyển golf Đại học Arizona và Oklahoma. Zone 2 Cup là một trong những thành tựu lớn nhất của họ, thể hiện tâm huyết và đóng góp lớn cho làng golf quốc tế. Năm 1990, Zone 2 Cup ra đời và trở thành một giải đấu quan trọng trên lịch biểu của golf nữ. Đây là cuộc đối đầu giữa tuyển golf nữ Mỹ và châu Âu. Trận tranh cúp này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của golf nữ mà còn tạo cơ hội cho những ngôi sao trẻ nữ nở rộ và thể hiện tài năng của họ trên sân cỏ.